Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Liên quan tới thông tin người mẫu diễn viên Ngọc Trinh bị khởi tố bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng tại khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự 2017 quy định. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, xúi dục người khác phạm tội, dùng hung khí, tái phạm nguy hiểm, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tài khoản 2, điều 318, bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Như vậy, tội gây rối trật tự công cộng có mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Theo các chuyên gia luật, về mặt chủ quan, người phạm tội thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý và chủ thể của tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo luật định. Về mặt khách quan, tội phạm được thực hiện ở những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Về mặt khách thể, tội phạm xâm phạm vào những nội dung, quy tắc, điều lệ về trật tự ở những nơi công cộng. Tội phạm xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở những nơi công cộng. Để có thể bao gồm các hành vi coi thường trật tự chung bằng lời nói cử chỉ, gây mất trật tự hoặc là những hành vi càn quấy hành hung người khác nhưng chưa gây thương tích ở những nơi đông người như ở nhà ga, bến xe, rạp hát, công viên, gây lộn xộn ảnh hưởng đến trật tự chung. Truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi gây rối trật tự công cộng khi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này và chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, nghệ danh Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Công an đồng thời khởi tố khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận 7 về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tội gây rối trật tự công cộng. Viện kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh theo quy định. Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức do Ngọc Trinh thực hiện. Qua đó, Công an xác định Ngọc Trinh và Đông tổ chức thực hiện việc điều khiển xe mô tô 59A3-11588 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Việc biểu diễn này được quay video sau đó biên tập lại, rồi đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể khoảng đầu tháng 9 năm 2023, Đông cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Xét thấy hành vi trên đã gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Ngọc Trinh theo quy định. Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô nêu trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội gồm tài khoản TikTok Ngọc Trinh, ID A cộng Ngọc Trinh 89, hiện đã có 6,8 triệu người theo dõi, đã nhận tổng cộng hơn 163,3 triệu lượt thích cho tất cả các video. Đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm nguy hiểm vào các ngày 24 và 28 tháng 9,
mùng 2, mùng 6 và mùng 8 tháng 10. Đăng tải trên mạng gây xôn xao dư luận. Tính đến 10 giờ ngày 12 tháng 10, các video nêu trên đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận, 9.848 lưu video, 5.787 lượt chia sẻ. Tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng, facebook.com Ngọc Trinh Fashion 89, hiện có hơn 3,1 triệu người theo dõi, cũng đăng tải các video nêu trên thu hút 5.900.000 lượt tương tác, 438 lượt bình luận, 266 lượt gửi. Tài khoản fanpage Facebook Ngọc Trinh hiện có 2,7 triệu lượt thích, 5,9 triệu người theo dõi, đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Sau đó các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Dư luận trên báo chí chính thống và không gian mạng phần lớn phản đối, lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh. Xét thấy việc đăng tải phát tán nội dung các video clip của các tài khoản nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Đặc biệt, đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi, đã vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Sau đó, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin, tài liệu đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Người mẫu Ngọc Trinh, một trong những người mẫu nội y nổi tiếng từng làm mưa làm gió trên sàn catwalk thời gian dài, không chỉ nổi tiếng bởi sắc đẹp và câu nói không làm cạp đất mà ăn, còn gây choáng dư luận khi công khai mối tình với tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều vào cuối năm 2016. Cũng thời điểm đó, theo tạp chí Forbes Mỹ, tỷ phú Hoàng Kiều từng nằm trong danh sách top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản được cho là lên đến 3,8 tỷ đô la Mỹ, với sự nghiệp kinh doanh lẫy lừng toàn cầu. Tuy nhiên, mới đây, vị tỷ phú này cho biết đã rớt đài và không còn là tỷ phú nữa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!